2.2 Vai trò của ngân sách phát triển là công cụ thúc đẩy tăng trưởng, ổn định và điều chỉnh kinh tế vĩ mô của nhà nước. Thông qua ngân sách nhà nước, nhà nước định hướng đầu tư, điều chỉnh cơ cấu của nền kinh tế theo các định hướng của nhà nước cả về cơ cấu vùng, cơ cấu ngành. Thông qua chi ngân sách nhà nước, nhà nước đầu tư cho kết cấu hạ tầng, lĩnh vực mà tư nhân sẽ không muốn tham gia hoặc không thể tham gia nó tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nâng cao đời sống dân cư bằng nguồn chi ngân sách nhà nước hàng năm tạo lập các quỹ dự trữ về hàng hóa và tài chính trong trường hợp thị trường biến động giá cả tăng quá cao hoặc xuống quá thấp nhờ vào lực lượng dự trữ hàng hóa và tiền nhà nước có thể điều hòa cung cầu hàng hóa để ổn định giá cả bảo vệ lợi ích người tiêu dùng và người sản xuất nhà nước cũng có thể chống lạm phát bằng việc cắt giảm chi ngân sách nhà nước tăng thuế tiêu dùng khống chế cầu giảm thuế đầu tư để khuyến khích đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tăng cường cung sử dụng các công cụ vay nợ như công trái tín phiếu kho bạc để hút bớt lượng tiền mặt trong lưu thông nhằm giảm sức ép về giá cả và bù đắp thâm hụt ngân sách